Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng 7 âm lịch của những người tuổi Dần khủng hoảng về mặt kinh tế. Tháng 7 âm lịch năm 2021, tuổi Dần có cung mạng lâm suy khiến cho cả tháng chật vật giữ gìn. Thiên tài, thực thần, lâm nguy là một đòn chí mạng vào vận kinh tế của những người tuổi Dần. Tháng 7 âm lịch rơi vào khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Khi này, thân kim cai quản nguyệt lệnh, có 5 ngày mậu thổ, 5 ngày nhâm thủy và 20 ngày canh kim tọa tháng. Đây là tháng bính thân, theo thiên can địa chi thì thiên sinh, địa sinh, ngũ ý chính tài thần được ủng hộ. Nó mang đến một tháng có sự thắng lợi về sự nghiệp, là sự ẩn giấu của phúc khí và năng lực phong phú. Và khi chính tài tọa nguyệt lệnh, nó nhắc nhở chúng ta cần phải biết đủ là phúc, cần phải cần cù chăm chỉ, nỗ lực thì sẽ có được thành công. Trong khoảng thời gian này, những người mạng mộc dễ lầm vào bế tắc, mạng hỏa bị kìm hãm như kẻ tù nhân không được ra ngoài. Người mạng thổ thì an yên, lấy cái tĩnh để mà hành xử. Người mạng kim, mạng thủy thì thịnh vượng, làm gì cũng dễ dàng, nhanh gọn. Tháng 7 âm lịch năm 2021, tuổi Dần lâm vào cục diện xung thái tuế, cho nên gây không ít khó khăn, khiến cho vận trình giảm sút mạnh mẽ, điểm báo tiểu nhân quấy phá, gây nhiều trở ngại cho bản mệnh. Công việc đối diện với nhiều trở ngại, áp lực nên thăng trầm bất ổn. Có những hạng mục tưởng chừng như sắp hoàn thiện, thế nhưng lại trục trặc giữa chừng nên buộc phải tạm dừng do sự cố hoặc lý do khách quan nào đó. Tuy nhiên, rất may mắn là tháng này có nguyệt lệnh lâm vào trường sinh, lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh. Dù gặp nhiều áp lực, thì phi, nhiễu nhương, nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá vẫn còn. Quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời cơ để mưu cầu đại sự hay không. Trong tháng này, tuổi Dần không có tài tinh chiếu mệnh, đa vậy lại còn bị đại hao rình rập, tài vận giảm sút đáng kể. Đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, mà cần phải lượng sức mình, hoặc là rút lui, hoặc là tiến hành ở quy mô nhỏ nếu đang có dự án dang dở, tránh tham mà thâm. Xét về phương diện sự nghiệp, tháng 7 âm lịch sẽ là một tháng tương đối vất vả với những con giáp này. Do đương đầu với tương xung thái tuế, vận trình hung nhiều hơn cát, giảm sút mạnh mẽ, mưu sự khó khăn, bản mệnh cần phải nỗ lực gấp nhiều người khác mới có thể có được thành quả tốt đẹp. Tháng này, công việc của những chú hổ đối diện với nhiều trở ngại áp lực nên căng thẳng bất ổn. Có nhiều điểm báo tiểu nhân quấy phá, gây nhiều trở ngại cho bản mệnh. Tuổi Dần cũng phải đảm đương nhiều công việc cùng một lúc, luôn phải tất bật chạy ngược, chạy xuôi, lo toàn mọi việc. Thế nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều, bản thân có phần thua thiệt. Có những hạng mục tưởng chừng như sắp hoàn thiện, thế nhưng lại trục trặc giữa chừng nên buộc phải tạm dừng do sự cố hoặc một lý do khách quan nào đó. Có thể nói, trong tháng này, dấu hiệu cạnh tranh rất mạnh. Nếu tuổi Dần không biết kiên trì tới cùng thì rất dễ bỏ cuộc giữa chừng. Trong tháng 7 âm lịch, bản mệnh tốt nhất nên mưu sự kín đáo, làm việc gì thì cứ lẳng lặng mà làm, đào to mua lớn sẽ càng gặp sóng gió, càng thu hút tiểu nhân quấy phá. Hành xử thật khéo léo và thận trọng, có như vậy mới tránh được những hung hiểm từ bẫy của tiểu nhân. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng thiếu đi sự hài hòa. Tuổi Dần nên biết tiết chế cảm xúc, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác, kẻo rước họa vào thân, làm phúc mà phải tội. Tuy nhiên, may mắn tháng này có nguyệt lệnh lâm trường sinh, lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh. Dù gặp nhiều áp lực, gặp nhiều thị phi nhiễu nhương, thế nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá vẫn còn. Quan trọng là tuổi Dần có biết nắm bắt thời cơ và đủ quyết tâm để mưu cầu đại sự hay không. Thế nhưng vẫn phải đợi cuối tháng thì vận trình mới có cải thiện đáng kể. May mắn sẽ trở lại, công việc của bản mệnh lúc này sẽ hanh thông hơn. Thời điểm này, tuổi Dần nên vận dụng khả năng lên kế hoạch cũng như sức sáng tạo của mình để sớm cải thiện tình hình. Xét về phương diện tài lộc, người tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch không có tài tình chiếu mệnh, đã vậy lại còn bị đại hao hung tinh rình rập, tài vận giảm sút đáng kể. Tiền vào túi rồi lại ra đi ngay, tài khí hao hụt nghiêm trọng, khó kiểm soát.
Mặc dù cật lực làm việc, song chưa chắc thu về thành quả xứng đáng do rất nhiều nguyên nhân. Trong khi các nguồn thu không tăng thì các khoản chi ra lại quá nhiều, khiến việc chi tiêu mất cân đối. Có người còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia, cuộc sống khá eo hẹp. Đầu tư tại thời điểm này cũng không phải là quyết định khôn ngoan, nhất là những hạng mục chính mang tính mạo hiểm, cần phải lượng sức mình mà rút lui hoặc tiến hành ở quy mô nhỏ, nếu như đang có dự án dang dở, tránh tham mà thâm hụt. Trong khoảng thời gian tháng này, mệnh chủ cũng cần phải cẩn thận với điểm báo tiểu nhân gây chuyện mờ ám nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trộm cướp tiền bạc do cục diện tương phá ảnh hưởng. Tình hình kinh doanh buôn bán không lý tưởng, sức cạnh tranh càng ngày càng mạnh, hàng hóa lưu thông trì trệ. Có lẽ do đây là tháng cô hồn, thế nên đây cũng là xu thế chung của thị trường, bản mệnh cũng không cần phải quá lo lắng. Phi tinh trong tháng này gặp cát tinh bát bạch và lục bạch đồng cung và ở vị trí trung cung. Ở trong phương vị này trong nhà hay trong phòng nên được thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ để tạo ra nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí vận vượng. Về phương diện tình duyên, tình duyên tình cảm của những người tuổi Dần trong tháng 7 âm lịch khá rối ren do chịu tác động từ cục diện tương phá. Việc mong cầu hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản, thế nhưng với con giáp này, mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhiều cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt đổ vỡ, thậm chí là có xuất hiện kẻ thứ ba. Nếu không sớm tìm cách khắc phục, tình cảm sẽ rất khó cứu vãn, có thể mất nhau mãi mãi. Nếu như có xảy ra chuyện gì, thì hai người cũng nên thẳng thắn tâm sự với nhau để cùng nhau tìm cách tháo gỡ vấn đề, cải thiện tình hình hiện tại. Tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Cả hai càng ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược, khiến tình hình thêm căng thẳng. Nguyên nhân bắt nguồn từ những sự nghi ngờ, những sự ghen tuông, xung đột về tiền bạc, chuyện con cái. Và dù thế nào đi chăng nữa, nếu không nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề và cách khắc phục, e rằng hôn nhân sẽ rạn nứt. Những người độc thân đừng vì áp lực từ phía gia đình mà vội vàng nhận lời yêu đương hoặc là cưới ai đó, rất dễ mắc sai lầm. Bởi vì hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, đừng để sau này phải ân hận vì những quyết định bồng bột của mình. Và theo kiểu cung phi tinh, phương vị đào hoa trong tháng là ở phương chính tây, bản mệnh có thể đặt một lọ hoa tươi ở vị trí này để kích hoạt nhân duyên, thúc đẩy tình duyên thuận lợi. Về phương diện sức khỏe của những người tuổi Dần trong tháng này nhờ có nguyệt lệnh lâm trường sinh nên sức khỏe khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá lớn. Thế nhưng vì áp lực tinh thần, công việc bận rộn nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống. Tuổi Dần nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Lại cần phải lưu ý hơn, bởi vì trong tháng có sự xuất hiện của âm sát có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ, lại thêm ảnh hưởng từ âm khí của tháng cô hồn. Vì vậy bản mệnh làm gì thì cũng phải thận trọng, nhất là khi tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại sắc nhọn. Đi đứng cẩn trọng, giữ gìn khoảng cách, đeo khẩu trang, tuyệt đối tuân thủ về an toàn để phòng tránh dịch Covid. Chú ý tỉnh táo khi điều khiển phương tiện giao thông. Trên hành trình đi lại, nếu có gặp miếu, đình hay chùa thì nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên.